Xin chào tất cả mọi người. Thời gian gần đây, trước việc một số các chai rượu vang đến từ vùng miền Nam của nước Ý như là Calabria hay là Puglia, hoặc là thậm chí một số chai rượu vang đến từ Chile và Argentina có thủy tinh rất dày, rất sâu, nhiều chai có thể nặng riêng trọng lượng thủy tinh rỗng đã 1.200 gram, tức là 1,2 kg. Thì nhiều anh chị em yêu rượu vang có hỏi việc đó có phải là những yếu tố để quyết định về coi như là giá cả, về chất lượng của một cái chai rượu vang hay không. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Điều đầu tiên, trong một khoảng thời gian rất dài là chúng ta hiểu là các quốc gia ở trên thế giới đều lấy một cái kiểu dáng chai làm mẫu, đây là kiểu dáng chai Bordeaux, một cái chai Bordeaux tiêu chuẩn. Như là cái chai chúng ta thấy là Grand Cantenac này, nó sẽ có chiều dài khoảng 28 cm với lại cái đường kính của thân chai khoảng 8,2 cm, và nó sẽ có trọng lượng rỗng trong khoảng từ 400 đến 500 gram. Thì cả rượu vang bên trong thì nó sẽ đưa lại một kết quả là chai rượu nó sẽ nặng khoảng 1.200 gram. Sau này do yếu tố marketing thì nhiều nhà sản xuất rượu vang của vùng Bordeaux cũng lựa chọn những cái chai rượu vang thủy tinh khá là nặng. Chẳng hạn như là chai Bordeaux Sommelier là một chai rượu, nó có chiều dài thân chai là 31 cm, có đường kính ở dưới phần dưới chai là 7,7 cm, với lại cái bờ vai nó nở ra phía trên là nó sẽ rơi vào khoảng 8,2 cm. Thì cái trọng lượng rỗng của chai Bordeaux Sommelier này nó sẽ rơi vào khoảng là 890 gram, và ít có chai rượu vang Bordeaux nào khác có thể có trọng lượng rỗng nhiều hơn. So với lại một chai rượu vang Bordeaux thì chúng ta thấy là một trong những chai thủy tinh nặng của nước Pháp, đấy là một chai rượu champagne. Một chai champagne do cái yếu tố là có nhiều bọt khí carbonic nó gây áp lực lên cái thành chai phía bên trong, là người ta tính toán là có khoảng 6 kg áp lực ở trên 1 cm vuông. Chính vì thế đây là một chai rượu vang có thủy tinh rất là dày, và cái trọng lượng thủy tinh rỗng của một chai rượu champagne nó sẽ rơi vào khoảng là lần 900 gram. Cùng với lại rượu champagne bên trong thì cái trọng lượng của chai champagne nó sẽ là 1.650 gram, tức là 1,6 kg. Thời gian gần đây do cái việc là các tổ chức ở trên thế giới là kêu gọi phải giảm cái việc mà đưa cái khí thải vào khí quyển, thì các nhà sản xuất rượu của vùng Champa đã đồng ý là giảm cái trọng lượng của chai Champa này nó xuống còn khoảng 835 gram. Đây là một cái sự tiết kiệm rất lớn về mặt tiền bạc, vì chúng ta hiểu là năm 2008 với lại cái số lượng khoảng 320 triệu chai rượu Champa sản xuất ra, thì các nhà sản xuất rượu vang của vùng Champa đã tiết kiệm được khoảng 20.000 tấn thủy tinh để làm chai. Thế thì nếu như là các chai rượu của vùng Champa hay là chai rượu của Bordeaux nó có cái trọng lượng là nhiều khi là nó chỉ lên đến khoảng 900 gram là trọng lượng rỗng, thì chúng ta thấy là bên cạnh đó những cái chai rượu vang đến từ các quốc gia như là Chile, như là Argentina hoặc là vùng miền Nam của nước Ý, nó có thể trọng lượng lên đến 1.200 gram, với lại cái đít coi như là chai như chúng ta nhìn thấy rất là sâu. Nhưng đây có phải là những yếu tố quyết định cái giá trị của chai rượu vang hay không? Xin thưa là không, bởi vì là chúng ta hiểu rằng là cái nên chai rượu vang chẳng hạn như là trong thời gian Việt còn sống ở bên Pháp ấy, có làm một cái thí nghiệm với lại các đồng nghiệp ở khách sạn là Le Grand Hôtel du Cap Ferrat vùng Côte d'Azur, thì một cái chai Mouton Rothschild nó có một cái trọng lượng khoảng 1.660 gram kể cả rượu ở bên trong, còn chai Château Latour năm 2002 nó có trọng lượng khoảng 1.300 gram, có nghĩa là nó chỉ nhiều hơn những chai rượu Bordeaux bình thường khác một chút. Vậy thì chúng ta hiểu là cái việc một chai rượu vang có thủy tinh nặng và có đít rất sâu nó không hẳn sẽ là những yếu tố để quyết định là cái chai rượu vang đấy nó có đẳng cấp hay là đắt tiền hay không. Vì chúng ta hiểu tất cả các chai rượu vang đẳng cấp và đắt tiền của Pháp, của Italy, của Tây Ban Nha, và thậm chí là một chai như là chai Opus One của Mỹ, thì nó đều là những chai có cái trọng lượng thủy tinh rỗng nó rơi vào khoảng 500 đến 600 gram, rất là bình thường. Nhưng mà cái giá trị về mặt tiền bạc của những chai rượu vang đấy nó có thể là từ hàng trăm đến hàng nghìn đô la, trong khi những cái chai rượu vang của vùng Calabria, của Puglia,
hoặc là những chai rượu vang của Argentina hoặc của Chile, mặc dù là có thủy tinh nặng và đít rất là sâu nhưng mà khó mà có thể vượt qua được cái ngưỡng khoảng 50 đến 100 đô la một chai. Xin trân trọng mọi người đã chú ý lắng nghe.